Ngày 24 tháng 1, Duma Quốc gia tức Hạ viện Nga đã thông qua dự luật cho phép tịch thu tài sản của những người bị kết tội là cố ý lan truyền những thông tin sai lệch về hoạt động quân sự của Nga. Dự luật cũng sẽ được áp dụng đối với những người bị kết tội làm mất uy tín của lực lượng vũ trang Nga. Các đối tượng khác của dự luật này là những người kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Nga hoặc kích động các hành vi cực đoan đối với Moscow. Chủ tịch Duma Quốc gia cho biết dự luật nhằm đảm bảo an ninh của đất nước. Đây là lần thảo luận đầu tiên của dự luật này với 395 trong tổng số 398 đại biểu bỏ phiếu thuận. Phó Chủ tịch Đảng nước Nga Công bằng Oleg Nilov đề xuất bổ sung vào dự luật điều khoản về xác minh việc bán tài sản của người bị kết án cho người thân nhằm tránh bị tịch thù. Dự luật sẽ cần được thông qua tại Duma Quốc gia trong phiên thảo luận thứ hai và thứ ba, rồi chuyển lên xem xét tại Hội đồng Liên bang, tức Thượng viện Nga, cuối cùng là đến Tổng thống Vladimir Putin ký chính thức thành luật. Tháng 3 năm 2022, sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Duma Quốc gia Nga đã thông qua dự luật kết án tù những đối tượng làm mất uy tín hoặc truyền bá thông tin sai lệch về lực lượng vũ trang Nga.